Thưa quý vị, chuyển đổi số được thành phố Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Với sức trẻ và sự nhiệt huyết, sáng tạo, Đoàn Thanh niên thành phố đã có nhiều mô hình, phần việc thiết thực chung tay vào công cuộc chuyển đổi số tại địa phương. Thời gian qua, Thành đoàn Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực như tổ chức các lớp tập huấn, trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên. Cùng với đó, đoàn cơ sở cũng đóng vai trò nòng cốt trong các tổ công nghệ số cộng đồng, tích cực trong các hoạt động hướng dẫn và thực hành kỹ năng chuyển đổi số cho người dân. Trong cái thời gian qua, đoàn thanh niên của phường Hậu Quý cũng đã hỗ trợ đắc lực cho địa phương trong cái việc thực hiện cái công tác chuyển đổi số, đặc biệt là đi từng ngõ gõ từng nhà để hỗ trợ cho người dân trong cái việc cài đặt các tài khoản không gian điện tử. Và đặc biệt thì trong cái thời gian gần đây thì chúng tôi thực hiện cái sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường với cái chiến dịch 20 ngày đêm hỗ trợ người dân cài đặt và kích hoạt cái tài khoản không gian điện tử thì chúng tôi cũng đã thực hiện khá là tốt. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn tại địa phương cũng đã đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất xây dựng các ứng dụng phù hợp với nhu cầu, lợi ích của người dân, giải quyết các bài toán về phát triển thành phố, trong đó tăng cường hỗ trợ các dự án khởi nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ trong thanh niên, cũng như đẩy mạnh tổ chức các hoạt động festival thanh niên chuyển đổi số nhằm kết nối các nguồn lực thúc đẩy các dự án tiềm năng. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng mang đến ứng dụng tính toán trực tiếp cho các nhiệm vụ thiết kế kết cấu của ngành kỹ thuật xây dựng. Chúng tôi mong muốn là sẽ được nhiều người biết tới hơn. Điểm nhấn trong các mô hình chuyển đổi số của đoàn trong thời gian qua phải kể đến công trình thanh niên số hóa địa chỉ đỏ. Công trình này không chỉ tiết kiệm kinh phí trong công tác tuyên truyền quảng bá điểm đến, mà còn thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ Đà Nẵng trong bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử tại địa phương. Tôi nghĩ là thành đoàn đã rất thành công trong cái việc là mang lịch sử, mang các địa chỉ đỏ đến với lại du khách, đến với đông đảo công chúng, cư dân của Đà Nẵng và đặc biệt là đến với tuổi trẻ Đà Nẵng. Mới đây, thành đoàn tiếp tục ra mắt ứng dụng tuổi trẻ Đà Nẵng nhằm xây dựng một nền tảng hiện đại để kết nối đoàn viên thanh niên và những tiện ích phục vụ nhu cầu chính đáng của giới trẻ. Thông qua đó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn. Thành đoàn ra mắt app tuổi trẻ của thành phố, qua đó thì giúp cho các hoạt động về chuyển đổi số, đặc biệt là những cái kênh chuyển đổi số, giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên được biết đến về công tác tình nguyện này, rồi công tác về hiến máu nhân đạo, rồi các cuộc thi chúng tôi đã triển khai trên app thanh niên của thành phố. Qua đó thì những cái hoạt động sắp tới đây sẽ góp phần giúp cho việc chuyển đổi số cho các bạn đoàn viên, đặc biệt là công tác tình nguyện hỗ trợ cho bà con nhân dân sẽ được đi vào có nhiều các hoạt động ý nghĩa. Phát huy hiệu quả các mô hình chuyển đổi số của đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục là một trong những nhiệm vụ mà tổ chức đoàn tại Đà Nẵng tập trung triển khai trong thời gian đến, qua đó góp phần thiết thực vào công cuộc chuyển đổi số của địa phương.